在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有Mặc dù cô có nhóm máu giống tôi, nhưng cô vào công ty là để làm việc cho tập đoàn và hiến máu cho Phong Nguyệt. Vậy mà cô vẫn hiến máu cho tôi. Vì vậy tôi rất muốn cảm ơn cô. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Tôi nghĩ có lẽ cô lầm rồi. Tôi vào tập đoàn này không chỉ vì Phong Nguyệt, mà còn vì cô. Tôi hả? Khi mới bước vào công ty, tôi được biết vì cô hiến máu cho Phong Nguyệt một cách vô điều kiện nên đã thu hút sự chú ý của chủ tịch. Nhưng khi Phong Nguyệt bị sảy thai, tôi cũng hiến máu cho cô ấy. Chủ tịch lại xua đuổi tôi bằng chi phiếu. Hôm dạ tiệc, trong lúc khiêu vũ, tôi cũng đã hỏi anh ấy chuyện này. Anh ấy nói anh ấy không chỉ vì Phong Nguyệt mà còn vì cô nữa nên mới tuyển nhân viên cùng nhóm máu. À, đúng rồi. Nghe nói trong chuyến du lịch của nhân viên cô bị trật chân hả? Việc mình bị trật chân đã khiến cho Phong Đằng lo lắng. Vì vậy mới tuyển dụng thêm nhiều nhân viên có cùng nhóm máu. Phong Nguyệt là em gái Phong Đằng thì không nói, nhưng mà lúc đó Phong Đằng lại vì mình nữa. Hiểu gì nói. Nguyên nhân cô ấy được tập đoàn mời về làm việc có một phần là vì em. Là thật sao? Đúng vậy. Lúc đó em bị trật chân, trong lòng anh rất hoảng loạn. Lúc đó anh mới thật sự hiểu rõ tại sao ông nội lại mời nhân viên có cùng nhóm máu trong công ty. Em có thể đồng ý với anh một chuyện không? Anh nói đi. Đừng vì anh mà nỗ lực thay đổi bất cứ điều gì. Anh hy vọng em vẫn mãi là Tiết Sam Sam, trốn trên sân thượng ăn cơm hộp. Bởi vì người anh yêu chính là cô ấy. Sao anh biết chuyện đó vậy? Lúc trước mỗi ngày anh đều ăn cơm ở đây.
Nhưng bỗng một ngày có một cô gái xông lên sân thượng của anh. Anh nhìn cô ấy ăn cơm. Rồi từng ngày như vậy trôi qua. Có lúc nhìn thấy cô gái đó cười, có lúc lại thấy cô ấy khóc. Nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến khắc vào trong tim. Anh là cái đồ nhìn trộm. Anh không biết ngoài ban công rất là lạnh sao? Đương nhiên anh biết. Nhưng anh lại càng tham lam hơn. Vì anh vẫn luôn mong một ngày nào đó được cùng ăn cơm với cô ấy mà không bị tấm kính này ngăn cách. Vì vậy anh đã mời cô ấy đến đây. Thì ra lúc em ăn cơm là hấp dẫn đến vậy hả? Em mới biết đó. Vậy sau này chúng ta sẽ ăn cơm ở đây nha. Phong Đàn, có thể là sau này em sẽ không sinh con được nữa. Em biết rồi hả? Chính vì nguyên nhân này nên em quyết định chia tay anh. Anh là con một của nhà họ Phong. Nếu như em không làm vậy thì em là một người ích kỷ rồi. Em mất lòng tin anh vậy sao? Chỉ cần anh tiếp tục nuôi em thì em sẽ sinh con được cho anh mà. Vậy sau này em có thể tiếp tục được ăn cơm ở đây không? Đương nhiên. Nhưng có điều đáng tiếc là sau này không được nhìn lén nữa rồi. Anh thích nhìn em đến như vậy sao? Xin mời. Nè, mới hôm nào có người yêu vậy mà bây giờ đã thành người một nhà rồi hả? Nè, cạn ly. Nhanh. Tôi nữa. Sao chỗ nào cũng có anh hết trơn vậy? Lấy một chai nữa nha. Đi. Đằng kia có kìa. Hôm nay sao uống giỏi thiệt đó. Em biết uống rượu sao? Dạ. Ở nhà uống một chút thì có sao đâu anh. Đúng vậy đó. Ở nhà mình sao lại không thể uống chứ. Nếu lo thì anh uống giùm đi hả? Uống đi. Ê, lát nữa chủ tịch Phong còn phải lái xe về, anh ấy không thể uống rượu được. Tôi uống thay anh ấy, uống cạn luôn. Hay thật. Cũng bình thường thôi mà. Nè nè, mọi người ăn đi, ăn pizza thôi. Còn nóng nè. Nào. Đúng rồi, ăn đi. Phong Đàn, ăn cái để này nóng sẽ không ngon đâu đó. Mình cũng ăn một miếng. Để ăn của công ty đâu. Ăn đi. Đang ăn uống anh nói tới cái đó làm chi vậy? Phụ nữ như em thì hiểu cái gì chứ. Chủ tịch Phong, đây là đề án của công ty do tôi viết, anh xem qua được không? Để lát nữa tôi xem. Đề án tiền ảo này của tôi không giống như các loại trước đây đã từng làm đâu. Chúng ta có thể dùng tiền ảo này để đổi cà phê hay là thực phẩm trong siêu thị. Còn có thể mua hàng trực tuyến trên mạng nữa. Nói gì đi chứ, Liễu Liễu. Tóm lại, theo tôi đây chính là loại tiền ảo theo hướng thực dụng hơn so với tiền tích trữ trong trò chơi hiện tại. Đúng vậy, đúng vậy. Những thứ anh nói tôi đã biết rồi. Tôi sẽ đánh giá sau.
Ở Bắc Kinh á, có một công ty hỏi tôi về đề án này, tôi nói không đưa là không đưa. Tôi thấy á, dựa vào thực lực hùng mạnh của tập đoàn Phong Đăng, nhất định sẽ thực hiện một cách hoàn hảo mà. À, chủ tịch Phong, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ. À, không đúng, không đúng, à, tôi kính anh một chai. Ok, được, tôi sẽ uống với anh. Anh uống cái gì mà uống hả? Bỏ xuống cho em, nhanh lên, lo ăn đi kìa. Vậy thì anh uống cái này. Sao nghe à? Phong Đăng, lấy giùm em cái điện thoại. Song Nghi, cậu đừng như vậy. Là mình nói liễu liễu gọi anh ta tới. Vô Thừa Hạo, anh nói ít một chút không được hay sao? Em thì hiểu cái gì chứ. Không biết anh bị cái gì nữa. Anh có bị làm sao đâu. Em có biết đây là một cơ hội tốt thì anh nói vậy có gì sai. Em có biết đàn ông bàn chuyện làm ăn với nhau như thế nào không hả? Chính là những lúc như vậy nè mới có thể thành công được chứ. Vô Thừa Hạo, làm ơn bớt nói một chút đi có được không hả? Nè Song Nghi à, được rồi, ăn thôi. Thôi chết rồi, bây giờ mình lại không nhớ lúc ở ban công mình có làm hành động gì lố lăng hay là không nữa. Hoặc là có nói bậy bạ gì nữa không ta? Khi nói chuyện ngoài ban công, ở trong này có thể nghe thấy được không anh? Không nghe thấy. Anh đã kêu Linda mời một giáo viên dạy khẩu hình để phiên dịch những lời lảm nhảm của em. Vậy bây giờ anh biết đọc khẩu hình luôn hả? Đương nhiên rồi. Có điều anh chỉ học 2 buổi. Sau đó thì em đã bị anh tóm được. Nhìn trời mà còn ăn nói hùng hồn như vậy. Quả nhiên chỉ có chủ tịch mới làm được. Thưa chủ tịch, xin lỗi đã làm phiền hai người ăn cơm trưa. Giám đốc Trịnh và giám đốc Ngôn có một tin tốt muốn báo cáo ạ. Để họ vào đi. Dạ. Nói cho hai người nghe một tin tốt nha. Cuối cùng chúng tôi đã đè bẹp được con gián độc quyền Bina kia rồi. Đoàn luật sư của chúng ta đã điều tra ra người phụ trách của Bina. Người phụ trách này 6 năm trước ở Seattle đã mua một chiếc máy tính cũ từ một anh chàng tên là Rio. Chiếc máy tính cũ này là của một người họ hàng cho anh ta. Rio chính là em họ của tôi, sống ở Seattle. Sau khi người kia lấy được máy tính, hắn đã khôi phục hoàn toàn dữ liệu của năng lượng sống. Hèn chi hắn ta có thể hiểu rõ trình kỳ tới như vậy. Vậy lúc đó cậu không định dạng là máy tính hả? Tất nhiên là có rồi. Nhưng tôi chỉ không ngờ là em họ của tôi lại bán máy tính đó đi chứ, mà rơi vào tay một cao thủ khôi phục dữ liệu nữa. Bây giờ đoàn luật sư của chúng ta đã chính thức khởi kiện Bina, tố cáo họ phá hoại bí mật và phạm tội cạnh tranh không lành mạnh. Thật không ngờ không chỉ là ném đá dấu tay mà còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa. Ngôn Thanh. Dạ. Lần này tôi sẽ không chấp nhận đề nghị hòa giải và bồi thường của Bina. Tôi phải kiện bọn họ tới cùng, để những doanh nghiệp sâu mọt phải biến mất hoàn toàn. Phải. Chúc mừng anh Kỳ Soái, cuối cùng thì đã rửa sạch oan ức làm sáng tỏ sự thật. Cảm ơn em. Anh cũng chúc mừng ai đó cuối cùng thì gương dở lại lành, hạnh phúc viên mãn rồi. Nè, chúng ta có nhiều chuyện vui tới như vậy, hay là chúng ta tổ chức ăn mừng đi ha? Được rồi. Sao tự nhiên anh của em lại muốn khiêu vũ vậy? Vui thôi mà em. Cuộc đàm phán của chúng ta với Bina coi như đã thắng lợi hoàn toàn rồi. Anh trai em bây giờ tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn. Anh thực sự rất mừng cho anh ấy. Xin lỗi bà xã nha. Anh dẫm chân anh xin lỗi, em anh xin lỗi. Tại vì đã lâu rồi anh không khiêu vũ nên có chút sai sót. Hình như Sam Sam đã lén học khiêu vũ rồi, tiến bộ rất nhiều. Không còn là vô dẫm chân nữa. Nhưng mà trong mắt của anh không có ai khiêu vũ đẹp hơn em hết. Anh cũng biết nịnh quá ha. Anh đâu có nịnh đâu, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Thật ra trước đây em quá ngốc, bởi vì cứ luôn nỗ lực vì một người nào đó
mà lại không chú ý tới. Thật ra em rất quan trọng trong lòng người khác. Anh cũng biết là em không biết khiêu vũ, vậy mà còn rủ rê em. Có phải là anh cố tình muốn làm mất mặt em không hả? Hả? Nếu giờ mà còn nói em không biết khiêu vũ, vậy có phải là anh đang xem thường em không? Ồ, thì ra là anh đã xem trộm tin nhắn của em, tin nhắn chuyển lớp của thầy dạy khiêu vũ. Đường đường là chủ tịch, vừa nhìn trộm nè, vừa đọc khẩu hình, lại xem trộm tin nhắn của người ta. Quá ra phong đàn cũng tầm thường như bao người Tiết khác. Sam Sam, đó là vì anh đang quan tâm em có biết không hả? Anh sẽ không để em đắc ý như vậy đâu. Sao rồi hả? Coi như hôm nay em đã giành được phần thưởng, cuối năm sẽ không từ chức nữa chứ. Xin lỗi anh, trước đây đã gây phiền phức cho anh và Kỳ Soái. Thật ra về công về tư thì tôi thấy anh rể là người rất hoàn hảo. Cô xem, trong công ty là một ông chủ tốt, về nhà thì anh ấy cũng là một người anh tốt. Sam Sam à, tôi thấy anh ấy chắc chắn cũng sẽ là một người chồng tốt. Trước đây tôi không biết anh ấy phải đối mặt với cô đơn, nhưng bây giờ đã biết rồi. Mặc dù không thể gánh vác thay anh ấy, nhưng ít nhất anh ấy sẽ không còn một mình nữa. Vì có cô ở bên cạnh của anh ấy, tôi và Phong Nguyệt rất yên tâm. Nói thật đó. À, phải rồi, tuần sau hẹn chị họ cô cùng đi ăn bữa cơm ha. Chị họ tôi? Liễu Liễu sao? Bản kế hoạch mà Du Thừa Hạo đưa cho anh rể tôi cũng có xem qua, ý tưởng rất là hay đó. Giám đốc Ngô, mình đừng có nghiêm túc quá mà. Không cần phải hẹn ra ngoài ăn cơm đâu. Cũng chỉ là tiền ảo thôi mà, chúng ta nên nghiên cứu kỹ một chút. Phải rồi, khi hẹn chị họ đi dùng bữa thì cô đừng nói với Du Thừa Hạo, để anh rể muốn nghe thử ý kiến của chị đó. Bản đề án này không phải Du Thừa Hạo viết. Là tôi viết đó. Có phải có chỗ nào chưa hợp lý không? Không có. Đề án này rất hấp dẫn, tôi rất hài lòng. Nhưng tôi có một câu hỏi, khi triển khai thực hiện đề án tiền ảo này, cô chắc thành công không? Về mặt lý luận thì có, chỉ cần có thể mở rộng danh tiếng, loại bỏ sự bất an và băn khoăn của người tiêu dùng, khi đó khái niệm tiền ảo này có thể thay đổi hoàn toàn theo thói quen chi tiêu của mọi người. Có điều tôi không dám chắc, bởi vì Du Thừa Hạo có thật lòng muốn làm tốt dự án này hay không. Vì vậy đối với việc đầu tư lần này, tôi chỉ có một điều kiện, chính là người phụ trách bên công ty phải là cô. Tôi? Không được, không được đâu. Ở trong công ty có rất nhiều cấp trên tài giỏi, họ có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, lại là người từng trải nữa, nên sẽ làm tốt hơn tôi nhiều. Bản đề án này là do cô viết, ý tôi là về những chi tiết nhỏ sẽ không ai nắm rõ hơn cô, không ai hiểu Du Thừa Hạo hơn cô. Tôi nghĩ trong lòng cô có thể hiểu được, đây là một cơ hội vô cùng tốt đối với cô. Một khi thành công, đó chính là thành tựu lớn. Từ đó sự nghiệp của cô, cuộc đời của cô sẽ nằm vững trong tay cô. Tôi, Phong Nguyệt và Ngôn Thanh, chúng tôi sẽ đầu tư tổng cộng là 10 triệu nhân dân tệ. Chỉ cần cô đồng ý yêu cầu của tôi, tôi không quan tâm Du Thừa Hạo có vai trò gì trong công ty cô, hoặc là anh ta không tồn tại trong dự án này. Mười triệu à? Nhiều như vậy sao? Dạ được, tôi hiểu rồi. Chuyện gì vậy? Phong Đăng à, thực ra anh không còn đầu tư cho Liễu Liễu đâu. Anh đừng vì em. Không phải vì Liễu Liễu là chị họ của em mà anh ném tiền qua cửa sổ đâu. Hả?
Anh đã xem qua bản đề án này rồi. Cô ấy có thể đi sâu và làm đơn giản vấn đề phức tạp như khái niệm tiền ảo, hơn nữa làm rất hoàn chỉnh phần đánh giá rủi ro. Đó là chuyện không dễ dàng gì. Nếu như chúng ta không hợp tác với cô ấy lần này là một tổn thất đối với tập đoàn. Đề án này thực sự tốt như vậy sao? Nhưng mà nếu lỡ như thất bại thì sao đây? Anh, Phong Nguyệt, còn cả Ngôn Thanh và tiền của mọi người nữa. Em phải biết mọi vụ đầu tư đều cần sự mạo hiểm. Anh tin là chị họ của em cũng hiểu rõ. Nhưng mà dù có hiểu thì cũng không gánh nổi đâu. 10 triệu lận đó. Nhưng 10 triệu này có thể thay đổi rất nhiều thứ. Liệu liệu có thể thoát khỏi mẹ cô ấy và Du Thừa Hào, có thể thay đổi vận mệnh cả cuộc đời, có đúng không? Anh, là anh làm gì điều này sao? Đây chỉ là giá trị thằng Dư. Anh là người làm ăn, sẽ không làm chuyện không có lợi ích. Nhưng mà nếu thất bại thì sao? Nếu thất bại thì liệu liệu không thể ngẩng đầu lên trước mặt mẹ cô ấy và cả Du Thừa Hạo nữa. Cô ấy là người thông minh. Anh tin là cô ấy biết sự hợp tác lần này quan trọng với cô ấy như thế nào. Đừng lo lắng nữa. Nếu như 10 triệu bị thua lỗ, vậy thì sao? Lấy em để trừ nợ. Em đáng giá vậy sao? Tiết Sam Sam nhà chúng ta là báu vật vô giá, có phải không? Thật sao? Phong đang nói vậy hả? Anh ấy rất tán thưởng đề án của cậu, còn liên tục khen ngợi nữa. Trước đây mình chưa từng nghĩ cuộc đời của Liễu Liễu này lại có thể gặp được một quý nhân lớn như vậy. Mình còn tưởng rằng suốt cuộc đời này chỉ có thể thoát khỏi cái hố của mẹ mình, rồi lại rơi vào cái hố của Du Thừa Hạo, không thể ngóc đầu dậy nổi chứ. Sam Sam à, cảm ơn cậu. Cậu cũng là quý nhân của mình đó. Mình có giúp gì cho cậu đâu, sao có thể gọi là quý nhân được. Là do cậu là người rất giỏi, rất có năng lực. Chúc mừng cậu. Nếu như không phải cậu quen Phong Đằng, mình cũng không thể có cơ hội tốt như vậy đâu. Dù sao, bắt đầu từ bây giờ, mình cũng sẽ không để Du Thừa Hạo ăn hiếp mình nữa. Mình phải vì bản thân mà tạo ra con đường hoàn toàn mới, và phải chứng minh cho Phong Đằng thấy sự tin tưởng của anh ấy là chính xác. Liễu Liễu, cố lên. Cố lên. Phong Đằng nói đúng. Xem ra Liễu Liễu phải cố gắng đứng lên thôi. Nhanh lên, mau đuổi theo đi chứ. Mọi người định làm xe bao lâu nữa? Nhanh lên. Không đạp nổi nữa rồi. Hôm nay tâm trạng của em tốt, thời tiết cũng tốt. Đúng rồi, gần đây bận rộn với vụ kiện của Bina nên không còn thời gian để mà vận động nữa. Chính xác là em lười vận động. Nếu như em còn ở nhà học CBA thì em sẽ tăng cân đó, thành bà mập cho coi. Nhanh lên nữa, vận động nhiều sẽ có lợi cho việc học đó. Mau lên. Nè, điện thoại của anh cứ reo suốt kìa. Anh xem thử đi. Không xem, cuối tuần thì có thể là ai được chứ. Chắc chắn là không có chuyện quan trọng, không cần để ý. Lỡ như công ty có chuyện quan trọng thì sao? Em thấy anh nên nghe đi. Hả? Nghe máy đi anh. Ai vậy? Tình nhân bé nhỏ nào hả? Nữ ngôi sao Hàn Quốc này ở Thượng Hải sao? Còn tin nhắn đó là gì? Tin nhắn gì vậy ta? Nói
đi nói lại thì bức tranh sơn dầu ở trong phòng khách của nhà anh là do Hà Tịnh tặng. Tại sao tới bây giờ ngôi sao Hàn Quốc với nữ họa sĩ kia vẫn còn dùng thái độ đó để nhắn tin với anh hả? Chưa nói với họ là anh có bạn gái rồi sao? Thái độ gì chứ, bọn anh chỉ là bạn bình thường với nhau thôi. Đây là thỉnh thoảng liên lạc một chút thôi mà. Em đừng nhạy cảm quá ha. Nếu không thì anh cứ từ chối, không gặp bọn họ nữa là được chứ gì. Không phải là em không cho anh gặp bọn họ, anh không biết vì sao em giận đúng không? Vì sao em giận anh vậy? Anh không thể nói với họ là nó có bạn gái rồi, em nói không sai chứ? Anh, bây giờ anh phải nói làm sao đây, em nói đi. Người ta chỉ hẹn anh ăn cơm thôi mà. Ờ, à, chẳng lẽ anh trả lời người ta là tôi xin lỗi, tôi có bạn gái rồi, tôi không đi. Lỡ như người ta không hề có ý này thì kỳ cục lắm luôn á, phải không? Em biết mà, mọi người không nói kết thúc mà cứ qua lại với nhau, nhân tiện tạo thêm chút mập mờ, đó gọi là lấp liếm. Ờ, nè. Nè. Trước giờ Trịnh Kỳ nổi tiếng là người đào hoa, cũng khó trách Lệ Trữ ghen tuông. Bản thân việc đào hoa không có gì sai hết. Ồ, xếp chút nữa thì em quên rồi. Quá ra người nào đó cũng là loại đào hoa bẩm sinh đó thôi. Có một chuyện em luôn muốn hỏi anh. Chọn ngày không bằng làm liền, và hỏi luôn nha. Em muốn hỏi chuyện gì? Kể cho em nghe tình sử của anh đi. Kinh nghiệm trước đây cho anh biết, không thể trả lời được. Anh thật là ích kỷ mà. Trước đây anh giấu em chuyện của Lệ Trữ, hại chúng ta suýt chút nữa thì chia tay nhau. Và hôm nay từ giờ trở đi, thành thật là thượng sách. Thẳng thắn được khoan hồng, phản kháng bị nghiêm trị. Kể cho em nghe đi. Anh đã quen hai người bạn gái. Người sau là anh quen biết ở Mỹ. Nhưng sau đó khi ông nội qua đời, anh phải về gánh vác toàn bộ tập đoàn, nên đã chia tay. Vậy ai chia tay trước? Là cô ấy. Cô ấy không thích việc yêu xa. Cô ấy tên gì vậy? Gia cảnh thế nào? Cô ấy tên Đồng Tuyết, là người thừa kế tập đoàn Đồng Sinh, học dưới anh một lớp. Ồ, thôi bỏ đi, bỏ đi. À, xem như em chưa hỏi gì. Lại là người đầu tiên trong hội học sinh Ivy League. Vậy còn người đầu tiên? Tên là Dương Phẩm Nhược. Dương Phẩm Nhược? Dương, tên này nghe quen quá ta. Dương Phẩm Nhược. Không lẽ lại là... Chính là người đó. Chính là Hoa hậu điện ảnh có rất nhiều giải thưởng. Chính xác. Chủ tịch à, là Dương Phẩm Nhược đó. Vì mà anh lại chia tay với Hoa hậu điện ảnh, sau đó phải lưu lạc đến mức ở bên một tí Sam Sam bình thường. Sao vậy? Hối hận gì đã hỏi hả? Em hối hận cái gì chứ, em có nói gì đâu. Em phải đi học rồi mà. Anh vẫn còn chuyện muốn hỏi em. Vậy em thì sao? Em cái gì? Em đã nói rồi còn gì. Anh chính là người đầu tiên của em. Em không yêu thầm người nào hết hay sao? Ngoài Trịnh Kỳ ra. Sao anh lại không hỏi là có người nào yêu thầm em không hả? Nhưng mà tại sao anh lại lôi Trịnh Kỳ vô đây chi vậy? Em bị cô ấy hấp dẫn mà. Nói vậy không khác nào là ai em cũng thích. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Thôi được rồi, em học bài đi. Không được, anh phải nói rõ ràng đi chứ. Sao anh lại không hỏi là có người nào yêu thầm em hay không hả? Anh không có hứng thú. Nè, anh không được đi rồi. Mà tại sao anh lại không hỏi vậy hả? Sometimes you wonder what if you could rewrite the moment.
this another. Locking in perfection. Sometimes you've been hurt. Then you learn a thing about a few more. Sometimes you've been bored with the life through hate. Always be amazed. Gửi đến người không biết tên. Sạch đó nha. Trước đây em chưa từng tán tỉnh ai, chưa từng quyến rũ và chưa từng ngoại tình. Chữ viết cũng đẹp đó. Gửi đến người không biết tên. Anh ta không biết tên em hả? Đương nhiên là không biết rồi. Có bao giờ nói chuyện với trai lạ đâu. Vậy sao em biết người ta viết cho em? Nó được kẹp trong sách của em mà. Chị viết có một tờ. Còn anh đến một tờ cũng không viết cho người ta. Em muốn giải quyết như thế nào? Em cứ xem như là em chưa nhận được. Kinh nghiệm nói cho anh biết, nếu như em giải quyết theo cách đó thì về sau em sẽ liên tục nhận được vô số thư tình. Cứ mở miệng ra là kinh nghiệm ha. Anh đang khoe mình liên tục nhận được thư tình có đúng không? Bỏ đi, coi như là em chưa nói gì. Ngày mai hãy đến từ chối tên Dương Hiểu Minh kia. Phải rồi. Em nghe theo anh. Tiện thể em hỏi cậu ta giúp cho anh một điều. Rốt cuộc cậu ta thích em ở điểm nào? Anh đã thắc mắc vấn đề này từ rất lâu rồi. Cái đó em chỉ là thuận tiện hỏi một chút thôi ha. Đối với chuyện này anh có cảm giác thế nào? Cảm giác gì chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Trước đây có người nào đã nói sẽ không tin có người viết thư tình cho em rồi còn gì. Cuối cùng thì anh xem đi, bức thư tình ấy đã xuất hiện rồi. Anh nói đi, có cảm giác gì không? Cảm giác của anh là Sam Sam của anh đã trưởng thành. Nè, em là bạn gái của anh đó, là bạn gái. Anh nói em đã trưởng thành rồi, chẳng khác nào em là con của anh. Ý của anh là em chỉ thuộc về Phong Đăng. Sau đây chúng ta sẽ nói đến vấn đề thứ hai, nợ phải thu trong doanh nghiệp. Nợ phải thu là một bộ phận tài sản ở doanh nghiệp. Nó thể hiện quyền của đơn vị trong việc nhận tiền, sản phẩm, hàng hóa từ khách hàng và các tổ chức cá nhân khác. Ngoài ra, nợ phải thu còn phát sinh trong trường hợp bắt bồi thường, cho mượn vốn tạm thời, khoản ứng tiền trước cho người bán. Như vậy, nợ phải thu chính là tài sản của doanh nghiệp do người khác nắm giữ. Xin chào. Anh là Dương Hiểu Minh có phải không? Phải, là tôi đây. Cô gọi tôi có chuyện gì? Chuyện là tôi đã đọc thư của anh gửi tới rồi. Là thư gì vậy? Chính là bức thư anh kẹp trong sách của tôi đó. Hả? Đây nè. Sao thư này lại ở trong tay cô chứ? Hả? Xử lý xong chưa? Gửi nhiều dấu ba chấm như vậy là có ý gì? Đã giải quyết chưa? Chính là một lời khó nói hết. Hôm đó em chặn anh ta ở hành lang, hỏi anh ta đây là thư tình anh viết cho tôi có phải không. Anh ta nói
Bức thư này là tôi gửi cho, dù sao cũng không phải là gửi cho cô. Nhưng mà bức thư được kẹp trong sách của tôi mà. Tôi đã nói không phải mà. Cô làm tôi có ấn tượng không tốt về cô rồi đó. Cô ngồi ở bên cạnh cô ấy có đúng không? Tôi nhớ là tôi đã đặt bức thư dưới sách của cô ấy, không hề kẹp trong sách của cô. Nói tóm lại một câu, bức thư đó hoàn toàn là một hiểu lầm. Là anh ta viết cho Mẫn luôn ở bên cạnh em, không phải là cho em. Sao vậy? Là hiểu lầm nên em không vui hả? Không phải đâu mà. Là em thấy người đó thật quá đáng. Là do anh ta đặt sai mà còn không thừa nhận nữa. Còn nói em là lấy thư người khác mượn cớ bắt chuyện, đúng là quan tưởng mà. Em lấy thư tình của người khác làm gì chứ? Còn khăng khăng nói là nhìn chỗ ngồi rồi mới để lá thư vào, tự nhiên khi không lại du khống cho em mà. Khoan đã, em nói là anh ta nhìn vị trí rồi mới đặt thư. Dạ phải. Hơn nữa, anh ta còn để thư ở dưới sách, mà không phải là kẹp trong sách. Đúng vậy. Tiếc Sam Sam, em có nghĩ là nếu anh bạn kia của em không nói dối, thì liệu có phải người bạn học bên cạnh đã kẹp thư vào trong sách? Không phải chứ. Mẫn luôn, Mẫn luôn, nếu cô ấy không thích thì bỏ đi là được mà, sao phải kẹp vào sách của em? Chuyện đó thì anh không biết. Ai vậy? Là Mẫn luôn. Em nghe đi. Alo, Mẫn luôn hả? Đúng vậy. Là bạn trai qua đón mình. À, vẫn chưa đi. Mình đang ngồi ở quán cà phê đối diện bên đường. Hả? Là do cậu để vào sao? Tại sao vậy? Mình hiểu rồi. Không sao không sao đâu. Không cần phải phiền phức như vậy. Hả? Cậu tới rồi à? Cô ấy đến rồi. Cô ấy muốn xin lỗi em. Cũng tốt. Đúng lúc anh muốn nghe thử xem. Thật ra Sam Sam à, đây chính là bạn trai của cậu hả? Đúng. Chào vậy. Anh nha. Tôi là bạn học của Sam Sam. Tên của tôi là Du Mẫn Lung. Chào cô. Sam Sam à, nghe nói lúc cậu trả lại thư còn bị anh ta la nữa mà. Cậu đừng có giận mình nha. Mình thật sự không biết bức thư đó là gửi cho mình. Bởi vì tụi mình cũng chưa có thân lắm, chỉ mới nói chuyện có mấy câu thôi à. Mình nghĩ là cậu với anh ta thân thiết hơn, cho nên tưởng là anh ta gửi nhầm người, và mình mới đặt thư trong sách của cậu đó. Mình thân thiết với anh ta lúc nào chứ? Không phải đâu, mình nói sai rồi. Các cậu không có thân thiết cho lắm. Có phải nghe lầm rồi không? Tiếc Sam Sam, bức thư đó là gì vậy? Sam Sam à, mình xin lỗi nha. Hóa ra bạn trai của cậu vẫn chưa biết hả? Mình không cố ý đâu. Thật là một nhân tài, từ chối bức thư của người ta, bây giờ lại bán cái qua mình để tạo ra hiểu lầm. Cô học CBA làm gì? Nên học diễn viên kịch thì đúng hơn. Và ngay cả anh cũng vậy. Cái tính tích chọc kẹo người khác lại nổi lên rồi đó. Chuyện này Mẫn luôn mà. Mình và bạn trai còn có chút hiểu lầm cần nói chuyện một chút. Có hả? Có mà. Hay là như vậy đi, để mình mời hai người ăn tối nha, xem như là xin lỗi ha, được không? Không cần đâu, không cần đâu. Không ăn sao? Em không ăn. Tụi mình đi trước nha. Chúc cậu và Dương Hiểu Minh sẽ sớm thành tình nhân của nhau. Đi thôi, đi thôi. Dụ dỗ ông bướm. Là do em chậm tiêu thôi.
người đó là bạn trai của cậu hả? Đi siêu xe như vậy chắc chắn không phải người tầm thường đâu ha. Hôm nay cậu tới sớm quá ha. Bạn trai cậu đưa đi hả? Đúng là quan sát tỉ mỉ mà. Ai vậy? Du Mẫn luôn đó. Em đã nói với cô ấy là anh là người bán xe cũ rồi. Vậy sao vẫn còn hứng thú với anh vậy? Em nói anh là gì? Đi học cũng có thể xuất hiện tình địch. Không đi học nữa. Không đi nữa sao? Không đi nữa. Xem ra trước đây anh dùng sai phương pháp rồi. Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Mình thấy cậu đã ngồi ở nhà một tuần lễ rồi. Nếu không chịu ra ngoài là cậu sẽ nổi mốc cho coi. Nói cho mọi người biết trước, lát nữa mình mà nhìn thấy Trịnh Kỳ thì mình sẽ bỏ đi ngay. À, trời ơi, không có đâu. Trịnh Kỳ đã bị anh trai mình phái đến công ty tăng ca rồi. Hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là để chúc mừng Sam Sam thi xong CPA thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi chưa biết kết quả thì thế nào, nhưng mà gần đây cuối tuần nào tôi cũng đi học, cũng không có thời gian ra ngoài chơi. Vì vậy khó khăn lắm mới được nghỉ. Chúng ta đương nhiên phải ra ngoài vui chơi và mọi người thư giãn một chút, phải không nè? Tôi nói có đúng không? Đúng là một ý kiến rất hay, rất tuyệt vời. Vui quá đi à. Trình Kỳ không đến đâu. Đi thôi. Đi nhanh thôi lên. Nhanh lên Phong Nguyễn. Mọi người nói là anh ấy tăng ca mà. Mình về đây. Lệ Trữ, em lấy anh nha. Tất cả những món đồ này đều là của bạn gái trước đây của anh, đã tặng cho anh đó. Anh vẫn giữ đến bây giờ. Nếu như em cảm thấy không thích, anh sẽ đem ra đốt hết. Hoặc em muốn xử lý thế nào cũng được. <音楽><音楽>